ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តនេះជន់ដែលកំពុងតែតាមដានទូទាស់ធានអំនេះគឺថានៅភូមិប៉ប៉េបាទសង្កាត់ទួលស្កាយ 65 cứ nơi gần đà rồi ai là bong hàng tập bông đây bao lộ ông nhà cọc án lúc ắt ắt vải bà bàn tay nơi hàng chớ miền đây là thông mới tiết có ắt vải đào chụp chụp này đây có nơi gần đá miền mà cả nát phẳng rắn mà cả nát phẳng tồn cho mấy bạn đang hát đây bao cọc án bong xây mà cha đây nơi chùa mong cột nẹp rạp mọc nhom bà tỏ bà chẳng nơi không cả đó xây ní tam đang nhom chùa bong nơi dụ rột bà xả lá khăn nơi xây kéo cột bàn phép bà chạy mọc nhom tha mình bắt thoát tê rừng đà 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 tê bà kì bạn đọc rai rủi gió hơi bà tờ lơ mà chạc đầy đẹp bạc bò đem vào mà nâng lô kẻ dũ ai bệnh mà từng chuyên bắn tay khi nhóm chân bì lô như đọc ba sẽ là khăn được xây kế mà chụp bóng sợi mà chạc đấy còn thà admin đọc rai ai chun có thể bà đây còn miên ban cả mà sức rừng mà cả nét tuân mà cả nét bà nâng tuân mà chứ nhóm nhóm tầy nhóm tầy tạm ca cho ông bà hành nâng tạm ca cho ông bà hành chăng nị là bóng tay quật bay mình từng chốn môn pê đây mà toàn vay cái đã rú rơi ta bà rú rơi này bà nên này ấy đó cứ tha là bóng chặt bốc rứa giang mấy cái đó cứ ăn nơi đây phần mình tích tài mà đòn bà lấy ao hay chưa ao hay ao hay vấn đề nơi song hàng phì nơi song hàng nị là bóng xó nị nở hay hàng chưa nó nở bà vấn đề hàng chưa nó còn nào bị chẹt thắt đây nhẹ thòng rồi miền co nó sầm tô bà miền co làm lăng căn cái phương tí rồi bà mẹ đấy ở đây admin cần gặp lương ấy thì có phải chỉ cần ai côm cần nhắn ở đây mình còn lắng ấy đôi chia cần nặng mình chia ca pia mê phung mê phung ở đây còn cho phung và con tay thìn ấm con học sai chỉ bỏ được miếng sầm rập chun đọp lên một chốn hay mặt bàn ăn thả nhà thô khăn nắng cho mò rập tập ba rồi đôi chị ăn ở vót xa cầm đấy nên khỏi thế ở đây hay con là lược láng cho tam ca ấm na hầm nang rồi bong bong sấy đại chiêm mà chặt đây ba có tha có admin tầm lá phiếp sầm rạp có chiêm chiêm bờ rót mới rụp đại ba còn tay bờ sân chỉ vay vay được ở smile phiếp kia ba có trong ban tầm lá phiếp có ở sai đây ba còn tay có xua tới hàng con làng mình tháp bờ sân chỉ đây bao là bùi nơi hàng này kẹt vay hàng này kẹt vay hay kẹt vay tại đây là bùi cả đà là bong hay phơi ở rộng mền ba ta là bùi miền ca chỉ chập ở anh ấy chỉ sầm nua mũi có xua từ con gặp làng mình ba chẳng khi ông con là chỉ nhẹ bùi rộng miền trong cho tới tí nút khi ông con là bán đạp và sắc bọc con là lợi đầy con luôn hay có tha con mơ tới đôi âm miền tầm lá phép đôi miền a cầm băng ấy sầm rập ca chú chai là bong đầy bọc gọt bơ thắt chú ở riêng tầng óc gọt ai cập hiệp bà rốt tới cả bà rốt áp hiệp vọt bà xâm rắp chiếc rốt hốc sắp răm cô xa nộp bà vấn tay bà tam đại khiêm su bong sợi vĩnh tha chiếc rốt hốc sắp răm cô xa nâng mau pi nà gọt tha cô ạt đắng hay ca chun tầm nâng mau gọt ní ban rửa dạ bê tay em pram thay thì mau vay là bong chào tay mà đòn đại quân ập toàn ban sna tới ni sna tới nu ấy phong ở trong ngày vay đại là thìn âm sai ni còn là chia bùa làm miên âm na hầm nang pi bóng say đại chiêm chả đại thế bà mình trao từ lửa nhà thô khăn là say kéo nước tha tới rụng lốp vô đây chia bùa ruột tới thế cứ dương lực lắng bài bùa làm miên lô kẻ nhu bà mình hiên cắt cái đại thế trong sông rừng ni lô kẻ nhu cô bạn chìm cắt là hay bà vấn đề ở vay đại thiên âm tự bán ấy lúc tiêu quật ban call máu thiên âm một nâng bẩn tích thà đây đi chuyện đây xong cho bác quật môi đây quật căn cắp tăng bị dư dư hai thơ là bóng rừng môn từ tiệt hai ca chú chai mất chút nằm nắng có thai chút nằm nắng ở ban tập bí bánh ngày vậy pram thai pram ngày lúc bà bán tay quật tự bán bà mang ngày môn đi quật dâng á dâng quật cá tông xong chất ở lấy xong bóng ôn đắp ra rồi bỏ lúc tiêu trong việc bóng ta ở đây chút
ខ្ញុំនៅនៅទីតាំងដែលតង់ទៅលើហៅថាដីនោះគឺខណ្ឌកាត់ខុសច្បាប់ពីបច្ចៈអញ្ចឹងណាបងបាទៗខាងណាជួលដំណឹងមកលោកទៀវ អរគុណអរលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាបានជ្រាបហើយនេះលោកជំទាវដែលលោកជំទាវជាម្ចាស់ដីដែលលោកជំទាវអះអាងថាជាម្ចាស់ដីហើយបែរទៅជាថ្នាក់ថ្នាក់លើមកបញ្ជាឲ្យវាយរបងរបស់លោកជំទាវអស់ប្រមាណ 53 ម៉ែត្រនៅទំហំដីរបស់លោកជំទាវនឹងបាត់បង់នឹងជាង1000ម៉ែត្រការ៉េបាទនេះហើយជារឿងមួយដែលគួរឲ្យពិចារណាហើយក៏គួរឲ្យសោកស្ដាយចំពោះនៃការបាត់បង់សង្ឃឹមថាលោកជំទាវនឹងដាក់ពាក្យណាធ្វើទៅតាមច្បាប់ណាដាក់មេធាវីបាទតើក៏សាងសំណុំរឿងដើម្បីដោះស្រាយទៅតាមផ្លូវច្បាប់មិនមែនថាដីនឹងជាដី ប្រកាសអះអាងដែរថាមកខាងប្លង់ទុនមកខាងប្លង់រឹងគាត់អះអាងចឹងដែរបាទប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនបានបញ្ជាក់ដែរថាប្លង់ទុននឹងសញ្ញាធម្មណាមានដឹងអីលោករដ្ឋាប្លង់ទុននឹងដូចជាលោករដ្ឋាបានដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាលើលោករដ្ឋាបានជួបមន្ត្រីនៅខណ្ឌដែរខណ្ឌរសីកើគាត់និយាយយ៉ាងម៉េចជួប មន្ត្រីនៅខណ្ឌរសីកើគឺនាយករដ្ឋបាលតែម្ដងគាត់និយាយមិនអីឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងគាត់ថាអ្នកសារព័ត៌មានមិនចាំបាច់ថតទេគឺរឿងដដែលទេបាទគឺរឿងដដែលចុះយើងទៅថតកន្លែងដែលគេហាមឃាត់ឬក៏យើងថតកន្លែងលើផ្លូវសាធារណៈយើងថតលើផ្លូវសាធារណៈប៉ុន្តែមិនអោយថតតែម្ដងពួកគេថាគេមានច្បាប់មានទម្លាប់ត្រឹមត្រូវក្នុងការមកចុះសារក្រមឈូសឆាយហ្នឹងបាទអញ្ចឹង នៅក្នុងខ្ញុំនាងខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំចង់ទៅប្រឹកមិញគឺខ្ញុំចង់ជួបដើម្បីយកប្រសាសន៍របស់គាត់យកមកផ្សាយព័ត៌មានដែរបាទប៉ុន្តែគាត់បានឆ្លើយមកថារឿងដដែលដដែលទេមិនចាំបាច់ថតទេបាទគឺគាត់រៀបចំកន្លែងតំបន់អាណាធិបតីបាទពូមានការដោះដូរហើយមានការដំណោះស្រាយជាមួយម្ចាស់ដីហើយអស់ហើយបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមកជួបលោកមន្ត្រីលោកមន្ត្រីថាអត់មានទេបាទអត់មានបានតន់ដោះស្រាយអីទាំងអស់ បាទហើយដីគាត់មានប្លង់តឹងរឹងតឹងតន់បាទបាទហើយគាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់មិនទាន់បានដំណោះស្រាយអីមកកម្មសេនពីអញ្ញាធរដែលចុះទៅវាយលបងគាត់នឹងទេអូបាទបាទនឹងជាដូចជារឿងនៅកំពង់ឆ្នាំងអញ្ចឹងបាទបាទដូចគ្នាការអនុវត្តដោយគ្មានតម្លាភាពបាទអត់តម្លាភាពបាទនេះបើយើងទៅតាមលោកទាវគាត់បានអះអាងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿហ្មងធម្មតាមុននឹងអនុវត្តត្រូវមានលិខិតអីត្រឹមត្រូវចេញពីសាលាក្រុងចេញពីថ្នាក់ដឹកនាំអីត្រឹមត្រូវបាន
bạn hiền thưa mình chăng vấn đề lúc kẹn dụ chết đại nhưng cho tới mình thay dòng máy nhưng khơi phải tỏ lại ba tam đây luôn tiêu án cứ luôn tiêu ơi mở ơi không nghiêm dương trên đất tha po rồi miền nữa ba không chui mở cọt phòng ba tai yết thì thoa xong rạp cọt ở ba có thay đây khang đấy đây bao ông nhà công an ba đây khang nó đây nè thầm ri ép lock đá khi chết đầy cọt cho hai đây có kia vài đầy cọt thay cho mình vay lọc là hô tay tầm đó thế vay mấy chết vay mấy đó miền cô ca pin ra lơ bạn ơi vay cô ca ra lơ ai vay thầm nè thứ đã thầm nâng chẳng nghe chạy cái thế tiến nó riệp chậm sầm lên sao sầm đây cái chỗ hướng đây chỉ đó sai chun bị chia bờ rót bát mấy ấy bát mắt nói chăng à lấy xong mà bị chạy cái thế tiêm sao sầm đây cái chỗ ai ban khóc bay bẩn tịch mới bà ai bằng ruộng video mấy ấy mấy giang mấy xong à lấy xong ai bao ôn tiền ớt đáp bờ ra xong đây cái chỗ tiền sông bà xong chơi bắt đâm đâu nơi cái lại nâng con nơi cái lại nâng bà cô lo con tư khi ban thì dễ rồi đâu bận nè nó bà cái ông cái đã bạc khi ban thì dễ tha đây nâng đây mai lục ai vậy ban bà cách khom tục từ ấy mình chạy ở vị trí chuẩn đó anh ăn dễ một bát dễ một bát đây chỉ hu sờ lạnh đây hu đây mai lục ai vậy thầy mới cùng chạy ở vị trí chuẩn đó ประมาณ đôi chiếc mà bọn này ta muốn đòi xua tới là đang đây rồi nè thà đây còn tới tuần triển còn tới cạp ấy đây ấy cho nà nà cái thứ ấy nữa thà ăn thứ ấy đấy ấy cho mấy cái vò ấy còn đấy ấy lấy vò ấy còn đấy vừa vui đấy ấy ban tới nà nà ban tới vì chỉ chuyên dương đã nè nà vô bài đây thì việc đó là cả thứ bài nè con trai mặt trai ở bao giờ hạ đôi chỉ snap mặt bán vô lúc kia mặt bán nè trong sông đạt tương sai thì quay vào kia tranh bị khai ná khai nóng tơi rú có tơi bắt đâm đâu nơi cả lại nâng con nơi cả lại